Có nói giờ có nhiều cha mẹ hả, hư cưng con, hương con gì, thầy thấy vẫn không có tôn trọng và họ không có lễ phép, thấy không? Nên là giống nhiều đứa cho thầy ngồi đây và ông bà đi ngang đi học về cái đi thẳng lại lấy tủ kiếm gì ăn, xong lên phòng đi ngang sức sớt bao nhiêu người lớn, bao nhiêu ông thầy rồi, rồi khi cha ông bà nội với ông nội với mẹ nó cũng không chào. Thầy nói đến nỗi mà giờ trời ơi nó học cao lắm mà giờ mấy đứa nít con với cháu nội về không khư không khư không trình, không chào không hỏi, đi gầm gầm như như con gà mắc toi, gà mắc phong. Ta nói giờ tiên học lễ hậu quan đâu, rồi giờ giáo viên dạy cho về khư cha mẹ. Hồi xưa ta đi học về là gặp ông người lớn gì khư bà khư chú khư bác khư cha khư mẹ mà đi học mới về, rồi rồi đi học khư ba đi học khư mẹ đi học khư ông bà đi học. Còn giờ ta nói chờ đi học về mà nó vừa khóc vừa la, còn nhiều đứa thì đi về gầm gầm vô không chào không hỏi người nào. Tình thương, tình người và tình yêu và tình loài người chứ không phải loài vật. Khi thầy nói giờ ai người mà không yêu thương người, chẳng qua người quá xấu quá tội và quá ác và làm những chuyện tồi bại và quá xấu nên mới không cần và sự sống đã bỏ. Còn đối với những người ta có tâm nhưng mà chẳng ngoài cái sự sống nó không ai muốn còn, thì thầy nói giờ thầy trong cái sự động đất thì sẽ có những cái quốc gia và nhiều quốc gia khác nữa chứ không phải riêng một quốc gia, thì do sự cuộc sống của con người và sự đền trả cái sự mà cuộc sống. Thì nói giờ thì chẳng những một đất nước này còn nhiều đất nước nữa chuẩn bị sắp tới, thì cái tương lai sẽ đến và sẽ tới, thì số mạng người nào đến thì sẽ phải đi. Thì lăng quăng đời thì thầy nói trái đất là một cái kim châm, một chỉ kim như một cái khớp đo, nó một trái banh vậy, nó xoay tròn mãi mãi không bao giờ dừng. Thì một cái đồng hồ cũng vậy, nó ta nói là cứ xoay mãi không bao giờ dừng được, từng giây từng phút giống như mình trái tim là nó sẽ dập và nó phải dỗ mãi là hầm 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 hầm, cái trái tim mình không bao giờ ngừng đập, mà ngày nào hơi thở đã tắt tim đã ngừng đập, biết mình đã đi về đâu rồi đó con, phải không? Thì nhà khoa học và chính thầy nghiên cứu thì cho rằng có 9 hành tinh và nhiều trái đất khác lạ nữa và nhiều người hành tinh và vũ trụ, thì các khoa học đang lo lắng và sợ hãi không biết lúc nào sẽ đất nước và cả thế giới bị hủy hoại lúc nào. Nhưng mà một con người muốn đoán trước phải nói rõ là liên nha nguyên nhân và lý do thế nào ta mới tâm phục khẩu phục, không thể đâu đoán đoán trọng trọng được, phải nói thẳng là cái gì động đất hay sóng thần hay là nói thiệt hại cái gì thì mình nói phải thẳng đúng như cái sự việc đó người ta mới tin. Giống như chắc là nhiều người tiên tri nhưng mà thầy không tin người nào tàn đối mò nói bò nói điên nói khùng và nói đại chứ không làm chủ và nói không chính xác. Thì hôm nay thầy sẽ nói cho chúng con biết thì vấn đề này chẳng những không phải một nước mà từ đây sắp tới có nhiều quốc gia cũng xảy ra giống nhau, thì cái điều này phải có chứ không thể nào né được, mạng người nào thì người đó phải ra đi, người nào còn sống sót là người đó còn yên tâm ở trái đất này. Đặc biệt giờ ở bên nhiều quốc gia một núi lửa thì phun trào mà không biết núi lửa đó sẽ phun trào như thế nào xuống biển, nó nóng rực xuống lòng đáy biển và trên mặt biển, nước nóng như nước sôi mà hơn cực độ. Bình thường nước sôi 100 độ C thì nó mới 1000 độ C luôn, thì cái núi đó phun trào thì nó phải chảy từ đỉnh núi xuống lòng đại dương, nó làm cho lòng đất bị nóng lên, thấy nhiễu xuống đáy biển và mọi thứ ở dưới cứ nước cứ 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 mỗi ngày núi lửa trào lên hừng hực xuống đầy biển. Thầy có biết lúc nào không? Mỗi ngày luôn ở núi lửa mà.
nó có mày 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 có coi nghiên cứu coi núi lửa ở đâu, mày bấm lên mạng có liền, ta không cần giải thích mà không cần chỉ đó. Thầy nói giờ chú ý bấm vô núi lửa phun trào ở đất nước nào và hiện nay có hay không và nó ở đâu trên mạng, và bấm Google mày đọc cái mày, mày mù mày câm mày điếc đi ha, mày 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 muốn nghiên cứu mày mù á, mày bị đọc cái tự nhiên Google nó cũng 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 trả lời cho mày nghe. con tưởng là tiên tri, Tiên tiên tri tri tiên tương khí lai. gì rồi giờ thầy nói nè, một cái tảng băng lớn hơn 100 cái núi, mà cái núi cực kỳ lớn, và nhiều quốc gia đang một cái tiết tiết trên trời nó đông đặc á, mà trên mấy ngàn năm rồi nhưng mà đang nứt từ từ, giống như là đất nước là kêu bằng hồi nãy giờ mình nói á, động đất á. Động đất. Thì giờ hiện tại mười mấy quốc gia nhà khoa học ngày đêm đang lo lắng và không biết phương pháp nào, nếu mà cái núi đó nứt ra rớt xuống biển cái là cả một thế giới phải nó tóm gọn phải hủy hoại hoặc tiêu diệt. Và cái đó cái tảng băng gì là tuyết đá nó đông thành đá mà nhiều năm vẫn không tan được, nếu cứ mỗi ngày càng trằng cao 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 rồi nứt đó ra thì nó sẽ ập xuống biển cái là nước giống như con vậy nè, cái bùm nó dâng bung lên thì nước nào cũng cũng phải chịu cái hậu quả mà khó lường khó nói trước được. Quay lại với đất nước Thổ Nhĩ Kỳ thì thầy có cầu nguyện cho những vong linh đó được siêu thoát không thầy? Không chết chết chứ vui chứ có gì, người chết rồi mừng chứ gì buồn. Cái chết ai mong muốn, mà cái chết đó là cái đó cái nghiệp phải tới thôi, mình ngồi đây buồn đau khổ sở gì, Thôi thầy tụng kinh một cái không hồi nghiệp kinh đi thầy. không. Cái số đó mày đã có nói, tao nói là nghiệp cộng nghiệp, nó chung một cái nghiệp ngày đó phải chết hết. Giống như tại sao mày ở nhà đi đâu chết, tự nhiên mày đi xe buýt hay đi xe hơi hay đi du lịch tự nhiên chết hết trên một chuyến xe đó, thì thầy nói là nghiệp cộng nghiệp, và cái nghiệp này đã rủ nhau và đến lúc phải chết hết. Trong tại sao bao nhiêu người cũng trên chiếc xe đó, sao có một người sống bao nhiêu chết hết, còn tự nhiên xe ai cũng sống hết có một thằng chết, thì ta nói nghiệp cộng nghiệp và quả báo phải trả, không ché không tránh khỏi, và cũng không ai mong muốn, đừng nên thương tiếc những chuyện vô duyên vô cớ. Ta nói giờ đói chết cha mẹ mình bệnh đau anh em khổ gần chết, mày còn chưa cứu chưa giúp chưa cho ăn được mà người ta chết, mày khóc lóc và thương tâm. Ta nói mày còn thương mày xong chưa, mày có yêu cái thằng mình chưa, rồi mày mày có lo gì cho gia đình mình chưa, mà đặt lo chuyện bao đồng thương tiếc người ta người dân. Tao nói giờ mày thương ta rồi lát mày gặp nạn ai thương mày, giờ mày cứu người ta mày lanh lắm, lanh chanh lé ché ra vẻ người ta đi giàu khó đi từ thiện nhiều cứu người nhiều, thương người ta đau xót người ta đau khổ cho người ta lo lắng cho người khác, lấy tiền lấy của cho người này tỉnh kia người nghèo này, lúc lúc cuộc mày lát mày mắc nợ nè, lúc mày xe đụng nè, lúc mày bị tai biến, lúc mày đột quỵ, lúc mày mày nhà à, nhà sạn nợ nần trằn trọc, tưởng sao lúc đó rồi ai cứu mày. Thầy nói nhiều cái trường hợp xảy ra khổ ơi là khổ, và nhiều trường hợp làm từ thiện toàn là vận động người khác trong khi đó mình cực kỳ nghèo, thì liệu mình có thể cứu mình được chưa? Rồi trong khi mình cứu người ta mình vận động rất dễ, mà tới chừng mình bệnh thiệt mình kêu không ai cứu mình, cái đó mày coi được mày soi lại mày được chưa? Còn đất nước người ta chết mày mừng vui gì mà vui, mà buồn gì mà buồn, cái đó bộ mày làm hay mày buồn? Cái này là do gì, ta nói là gì, thiên tai hỏa hoạn động đất sóng thần thiên nhiên tạo hóa thì nó có được thì hủy hoại được và tiêu diệt được, có gì phải buồn đau? Nên Đức Phật nói trước mắt ta là cái gì, trước mắt ta là cái khổ đau trầm luân đau khổ,
thấy trước mắt ta khỉ đau khổ và chết chóc, và con người phải chết đi, không thể nào mà muốn sống mãi được. Nhưng thầy hay thành Phật rồi cho nên thầy sống mãi, phải không thầy? Rồi giờ người mình yêu thương nhất mà khi đã bệnh hoặc đã chết thì mình yêu thương không? Quá yêu thương đó. Nhưng mà cái người mình yêu thương á thì lại ra đi và chết. Còn cái người mình ghét, mình hận thù mà anh sống dài đài đeo như đĩa mà nó sống dài, mày gặp mà gặp mặt hoài, yeah. Phải không? Thì nó yêu thương, giận hờn, yêu ghét. Còn cái thằng đẹp trai ngoan ngoãn nói gì cũng nghe mà nó chết. Còn cái thằng đủ má cu hồn các đảng âm binh mà nó riêng điên mắt mát mà nó sống dài thầy cười luôn. Rồi giờ tao nói cái thằng mà nó xấu xí à, mà nó khùng khùng điên điên mà nó cũng dai mày. Tao nói ngủ bụi, ngủ bờ, sống lang thang. Rồi à, ngủ hành lang, không mùng, không mũi, mà nằm dưới đất nó cũng không chết. Còn mình lâu lâu con nhà giàu bữa mà không ngủ hoặc à, mệt mỏi chịu không nổi, còn hai nó nằm bụi cái là khổ đắc gì. Ngày mai là trúng gió, bệnh đi dầm viện luôn. À, thầy nói giờ cái thằng mà sống ngoài đường nó ngủ đâu cũng ngủ được, nằm đâu cũng nằm được, mũi chích mũi cắn gì nằm dưới đất gì cũng không nhầm nhòi. Còn mình đâu lâu thử nằm dưới đất thử coi chịu nổi không, hay sống ngoài mà ngồi công viên coi chịu nổi không, có đêm coi chịu không nào. Thầy có từng gặp cái tình trạng đó chưa thầy? Thì cái chuyện mà ngủ ngoài đường tôi ngủ hoài, nhiều khi thầy đi xe đi du đi tham quan đi du lịch gì đó. Thì nhiều lúc á, đi xe về 1, 2 giờ khuya, 3 giờ khuya rồi đó, yeah. Thì mình nói coi đó, thì ai nhắn tin cho thầy vậy thầy? À đó, thì giờ con nghĩ đi, giờ thầy nói cái tình thương và tình người và cuộc sống, ai cũng muốn hạnh phúc chứ không ai muốn mình khổ đau, yeah. Ai cũng muốn mình giàu chứ không ai muốn mình nghèo. Rồi ai cũng muốn mình đừng bệnh đau, có thể nào vượt qua bệnh đau và muốn không bệnh đau. Người ta nói bệnh bất kỳ tử, bất cứ lúc nào là chết cũng bất kỳ tử, nó vô thường nó chết bất cứ lúc nào, yeah. Thì thầy nói giờ hơn người như thể hơn khăn, nhưng mà hơn người mình không khó khăn mình được mà không hơn người khác được. Khăn mình lo chứ xong lo người khác làm gì. Mày bệnh đây mày cứ tự mày biết được mày chữa bệnh cho mày, rồi tự mày lo cho mày, rồi mày uống thuốc rồi tự mày mua, tự mày ngồi vậy mày nấu mày ăn mày uống được hay không hay nhờ người khác. Mày nghèo mày khổ với mày cô đơn ai lo cho mày, nói cho anh nghe coi, có thầy lo cho con mà sợ gì đó. Thì giờ thầy nói trong cuộc sống nè, giờ chính trong cái mấy chục ngàn người đã chết, yeah. Thì thầy nói cái đó nghiệp họ đến, thầy không có gì buồn và cũng không có gì vui và cũng không có gì để mà nói. Thì cái chuyện đó là giống như một người đã chết trước mặt thầy, hay người đó kế con thầy, hay bên cạnh thầy, hay người khăn trong gia đình chết là điều dĩ nhiên. Chỉ gì hồi còn sống không qua lợi, rồi giờ chết thì kiều thầy qua lợi có nghĩa lấy gì? Có giỏi đi đám bỏ bao khơ vài chục ngàn trả nợ vậy thì được cái gì? Thì thầy nói giờ sống không qua lợi, không yêu thương, nhờ giải nhau không được, thì chết có gì để qua lợi? Thầy ngủ luôn rồi. Mày nghĩ đi, nói riết mà tao ngủ luôn. Hãy ngủ ngủ đi thầy, thầy ngủ đi con ngủ trước. Hãy ru tao mà mày ngủ trước mày gục trước á. Dạ. Thì thầy nói nhiều người khương khương ta làm gì? Và giờ mình đây nè, mình không lo. Tao nói giờ chính mình lo cho khăn mình và lo cho gia đình mình là quan trọng nhất, hạnh phúc nhất. Mày đừng có lo chuyện bao đồng, tàu lao chứ đấy cho mệt. Dạ. Thầy nói giờ mày khương,
mày thương người ta rồi mày cho ai, nó chích ngắt rồi mày cho người nào sống. Hai mày lấy cái từ thiện đó đụng mẹ chết hết nước rồi mày cho ai, ông nào hưởng, bà nào hưởng. Dạ.